mặt những mỹ nam được mệnh danh là gà cưng của vua chính. Thứ nhất, Hứa Khải. Cái tên mỹ nam hot nhất hiện nay trong dàn gà cưng của vua chính phải kể tới Hứa Khải. Sau vai diễn Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược, Hứa Khải đang nhận được vô vàn sự chú ý và mến mộ của khán giả. Nam diễn viên sinh ngày 5 tháng 2 năm 1995 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Đến tháng 8 năm 2016, Hứa Khải chính thức ký kết hợp đồng với công ty Hoan Ngu Ảnh Thị về dưới trướng của vua chính. Trước đó, anh có tham gia bộ phim truyền hình Chiều Ca cũng của vua chính. Thứ hai, Trần Hiểu. Trần Hiểu sinh ngày 5 tháng 7 năm 1987 là con cưng khi liên tục xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm của vua chính như Vân Trung Ca, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ và Tân Thần Điều Đại Hiệp. Hiện tại, nam diễn viên đang nỗ lực thoát khỏi cái bóng của vua chính để chuyển mình trong những vai diễn ấn tượng hơn. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn cho rằng vì vậy mà vua chính tố Trần Hiểu ăn cháo đa bát. Thứ ba, Phùng Thiệu Phong. Dù không thuộc biên chế quản lý của biên kịch họ Vu nhưng không thể phủ nhận, sau khi xuất hiện trong tác phẩm của vua chính, Phùng Thiệu Phong đã vụt sáng thành sao nổi tiếng tại Trung Quốc. Sau vai diễn dẫn tự trong Cung Tòa Tâm Ngọc và Chu Hư Lầu Lưu Trương trong Mỹ Nhân Tâm Kế, Phùng Thiệu Phong được mệnh danh là hoàng tử mới của dòng phim cổ trang. Thứ tư, Tống Uy Long. Một trong những 9X nổi bật hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ đó là Tống Uy Long, một diễn viên trẻ trực thuộc studio của vua chính. Mỹ Nam sinh năm 1999 được biết tới qua vai diễn trong Khoảng Cách Năm Ánh Sáng của Anh Và Em, Phượng Tù Hoàng. Dù vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi trong diễn xuất, thế nhưng Tống Uy Long vẫn được đánh giá cao giữa dàn tiểu sinh 9X hiện nay. Thứ năm, Trần Kiện Phong. Trần Kiện Phong sinh năm 1978, anh từng có thời gian dài gắn bó với TVB nhưng không tạo được nhiều tiếng vang. Sau khi hợp tác với vua chính trong Mai Khôi Giang Hồ và Mỹ Nhân Tâm Kế, Trần Kiện Phong trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu thích. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự nghiệp của anh một lần nữa chững lại, không còn nổi tiếng như 7 năm về trước. Thứ 6, Hà Thị Minh. Hà Thị Minh cũng là ngôi sao vụt sáng nhờ các tác phẩm của vua chính như Cung Tòa Tâm Ngọc, Cung Tòa Châu Liêm, Khuynh Thành Tuyệt Luyến. Tuy nhiên, việc vắng bóng trên màn ảnh thời gian gần đây đã khiến danh tiếng anh tụt dốc so với các đàn em. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho một nam diễn viên thực lực, diễn xuất ấn tượng.